hé lộ không gian sống đầy sang chảnh của vợ chồng Philip Nguyễn Linh Rinh. Trước đó Linh Rinh đã nhiều lần khoe ảnh có mặt tại biệt thự của gia đình Philip Nguyễn. Vào ngày 23 tháng 3 vừa qua, Linh Rinh và Philip Nguyễn đã chính thức nên duyên tại Manila, Philippines. Hậu đám cưới, một trong những điều cư dân mạng quan tâm nhất chính là cuộc sống hôn nhân của Linh Rinh bên cạnh chồng doanh nhân. Được biết biệt thự của gia đình Philip Nguyễn tọa lạc tại thành phố Hồ Chí Minh và sở hữu tầm nhìn ra sông Sài Gòn. Đây cũng chính là nơi cặp vợ chồng son sẽ ở cùng nhau sau khi kết hôn. Trước đó Linh Rinh đã nhiều lần đến đây và thể hiện khả năng nữ công gia chánh một cách thành thục. Bên cạnh đó Philip Nguyễn luôn hết mực cưng chiều nửa kia. Biệt thự nơi Linh Rinh cùng chồng sẽ sinh sống sở hữu khoảng sân thoáng mát, rộng rãi. Linh Rinh từng nhiều lần đăng tải story có mặt tại biệt thự nhà Philip Nguyễn. Linh Rinh không ngần ngại vào bếp để thể hiện khả năng nấu ăn của bản thân. Bể bơi tại biệt thự nhà chồng Linh Rinh có sức chứa khá lớn. Trải qua một thời gian dài hẹn hò với Philip Nguyễn, Linh Rinh đã trở nên quen thuộc với căn biệt thự này. Trước đó khi chuẩn bị bước vào lễ đường, Linh Rinh không giấu khỏi cảm xúc hồi hộp. Cô hạnh phúc chia sẻ ở trên trang cá nhân, thấy nhịp đập tim mình tưởng như ngưng lại, rồi lại thổn thức hơn bao giờ hết. Cái chạm của một chút nhẹ nhàng và tinh tế, chút cổ điển, sự rực rỡ của tình yêu. Ẩn mình trong sự mềm mại và dịu dàng ấy bước vào thánh đường. Bên cạnh đó người đẹp không ngần ngại dành những lời có cánh cho ông xã, từ ngày đầu tiên gặp anh. Chặng đường của chúng ta đi tới đây khiến em thật bất ngờ. Niềm hân hoan của em chính là kiên trì đợi được anh đến. May mắn của em chính là khi em đem lòng thương anh thì anh cũng yêu em. Trong ngày trọng đại vừa qua, Linh Rinh và Philip Nguyễn đã nhận được nhiều lời chúc tốt đẹp từ gia đình cùng bạn bè thân thiết.